là một cái hạt lúa ở đây mình thấy công sức ở đây chắc gấp 10 lần so với ở cái vùng đồng bằng. Mọi người phải đi lên trên đồi cao và từng bậc một xuống, và đó là mình thấy là cái rất là thú vị và có một cảm xúc rất là yêu cái ruộng bậc thang ở đây. Không phải là từ cái tranh vẽ mà từ cái cảm xúc mà mình đi đi hái bông lúa cùng với cái người bạn ở trong này rất là tuyệt vời. Và đây là cái cốm thành phẩm và cốm tươi vừa mới làm xong và ăn rất là ngon. Cốm có một cái hương vị khá là đặc đặc biệt, đặc trưng của cốm, đó là cái vị thơm. Và tôi đang nghĩ ra có rất là nhiều món có thể sử dụng cái cốm thành phẩm này. Đúng, ở trên này đặc sản cốm á, đi chợ cũng phải ăn cốm, chứ nào không ăn cốm. Sáng dậy ăn cốm, tối ăn cốm, trưa ăn cốm. Hôm qua ăn cháo cháo cốm gà ngon không? Ngon ạ. À, ngon ạ. À. Cho khoảng 1,5 kg nạc với cả 3 phần mỡ. Bản nuôi đấy, ít cám ngon hơn lợn dưới xuôi nữa. À, ngon hơn lợn dưới xuôi. Đầu tiên là mua con dao để băm, xong thì mua cái cối đá để giã đó. Nhưng mà cối đây trên này cối đá không có, nhờ cô xay dùng. Có to ăn to, nhỏ ăn nhỏ. Cắt hạt liệu nhá. Cắt hạt liệu nào. Chuyên nghiệp ghê ha. Đấy, hạt liệu. Đó, lọc vậy ra hết rồi. Lọc cái gì? Lọc nguyên cả cái. Hả? Nó lọc nhẹ nhẹ thôi. Sao bùn ý? Hả? Đổ cho dao. Trời. Để em thử nào. Này. Nào một tay, bấm nó xuống, đấy, ấn nó vào xuống, kéo nó vào. Cái hột này lớn quá, phải băm đây. À, thịt nạc thì nhờ cô ấy xay rồi. Còn bây giờ thịt mỡ thì mình tự hái hạt lựu và xong rồi một lát nữa sẽ tìm chỗ nào thật là đẹp để cùng làm cái chả rồi chiên rồi sẽ cùng thưởng thức. Chọn nơi nào nó sơn thủy hữu tình một tí. Chắc chắn có nơi rất là đẹp, anh đã chọn một cái nơi cực kỳ đẹp. View rất là đẹp, không khí trong lành mát. Cần điều hòa đấy, anh sẽ bảo ông trời ông bật cho. Rồi bây giờ là mỡ để thái hạt lựu này. 1,5 kg nạc xay nhuyễn. Rồi bây giờ trộn 3 phần mỡ hạt lựu. Mình không có xay chung từ ngay lúc đầu, xay chung cái mỡ này nó bị nhuyễn quá, nó ướt quá. Còn đây mình hái hạt lựu một lát nữa ăn, nó sẽ có cái bọt bọt mỡ ở trong cái chả đó. Bây giờ mình cho vào xong rồi em trộn nó lên. Trộn đều lên, mình phải trộn nhanh không là nó chảy nước. Rồi trộn cả cốm lên luôn. Xong rồi mình cho cả cốm vào. Này. Đó. Rất là thơm luôn. Bóp bóp ra. Rắc cho nó đều xong rồi em bóp bóp nhuyễn nhuyễn, massage massage, bóp đi bóp lại, bóp tới lui, bóp nhanh không nó chảy nước. Bóp đều lắm à, dùng hết công lực khỏi chứ hôm nay không phải tập thể dục nữa. Do mình ăn mấy lần chả cốm mình nhớ là trong cái chả cốm mình ăn mình cảm giác có những cái gì đó, hôm nay mình thử làm thế thôi, cái tỷ lệ này không biết là đúng hay không, thôi được thì được, vẫn ăn được. Nói chung là biết đâu lại ra cái món mới.
chưa chín đâu. Ôi cay hết cả mắt vì cái cảnh ở chỗ đây đẹp quá. Cho nên là mọi người tới đây cho nên là không có cái phải củi cũng phải bê tới đây. Đồ này cũng phải bê từ trong kia ra. Và cũng không có nồi cho nên phải mang theo cái chậu để nấu. Nhưng mà không sao, cái chậu cho nước và nước phải xách mang theo. Ở chỗ này không có suối. Nhưng mà bởi vì cái cảnh ở chỗ khung cảnh đẹp quá cho nên là bất chấp đi một đoạn đường bờ của cái ruộng bậc thang, lội vào tận trong này để nấu cái món với cốm. Cái thịt này mua ở chợ lúc sáng này. Và bây giờ nó sau khi mà đã qua hấp qua nước thì đóng khuôn giống như thế này. Thằng này chín rồi. Cái nồi đồ xôi rất là đặc biệt của người bản Thái ở đây. Ở bên dưới này là cái nước, trên này cái chõ xôi này. Cái chõ xôi này là đan bằng tre. Đang đi trên đường rủ được hai cô người Mông này vào đây cùng vui chơi này. Các cô rất là thân thiện, nhìn thấy là thích tới chơi nói chuyện. Chả cốm Hà Nội nhưng mà thịt lợn bán. Nhìn xem chín chưa? Chín rồi. Chín rồi à? Đúng ạ. Chín chưa? Ủa? Ok. Chuẩn bị dầu đây. To quá. Ừ. Trời nắng quá. Mày có cái phải cái lửa chưa chín lắm. Được rồi. Dầu nóng mà. Ngon rồi. Ngon nhá. Hả? Thử nhà nóng đó. Rồi ok. Bố trí đầu nhá. Anh ăn đi. Cứ ăn đi. Ngon, ngon. 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 Cái vỏ chả cốm cực ngon. Giòn. Cái mỡ mình thái lúc nãy đúng là nhỏ nhỏ vừa vặn đấy đó. Nhưng mà còn cái thịt nó hơi rỗ rỗ chút xíu. Do cái lửa của mình á. Cái độ dẻo của cốm là đạt chuẩn rồi á. Nhưng mà còn cái thịt á. Nếu như mà mình mua được cái thịt mà vừa mới thịt xong á. Xong rồi mình làm nhuyễn ngay. Mình làm liền á. Thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà bởi vì mình mất thời gian đi. Rồi phải leo đường đi đường nương nữa. Cho nên là cái thịt nó hơi bị thô ráp chút xíu. Lạc của thêm 2 cơ.